Lô, xin chào các ông. Hôm nay thì chúng ta nói chuyện về Layton của Perfume de Merli, một trong những chai nước hoa mà mình đã review clone của nó trước mà không phải là phiên bản gốc này. Đúng ra theo cái quy trình thì mình sẽ phải review phiên bản gốc ấy trước xong rồi mới có làm clone. Nhưng mà tại vì các bạn hóng quá, các bạn hỏi mình liên tục là anh ơi đã có ngon không thì phải lên video chiều các bạn trước. Và sau đó thì con đắc đấy cháy hàng vãi ở trường. Và nếu như bạn đang thích đắc rồi và bạn đang quan tâm đến Layton thì đây sẽ là video dành cho các bạn. Trước tiên thì chúng ta cùng ngó qua một chút về cái ngoại hình của nhà Perfume de Merli nhá. Như các bạn thể nhìn thấy, một cái thiết kế trông khá là sang xịn mịn. Ngày xưa thì nhà này mình đã review Hero rồi. Và đây là chai thứ hai mà mình được review của nhà Perfume de Merli. Cái nắp này thì làm bằng kim loại luôn và nó rất là nặng. Đảm bảo các bạn là trên đường mà thằng nào ghét ấy, các bạn có thể rút ra ném vào đầu nó, chắc chắn là chấn thương sọ não luôn, mất trí nhớ luôn. Đấy, đảm bảo các bạn. Và cái chai thích này có một cái vòi xịt khá là ổn. Đây. Xui. Tóm lại là về thiết kế thì không có gì để bàn. Hai hình con ngựa 51743 Perfume de Merli Paris. Phải nói rằng là thiết kế không còn gì để chê cả. Bày như kiểu tôi đang bày con Herod và con Percival ở trên kia. Trông rất đẹp. Về mùi hương của em nó thì khi các bạn vừa mới xịt ra, các bạn nhận thấy cái mùi táo rất là rõ rệt. Táo ở đây nó không phải là một cái mùi kiểu làm cái nét táo tươi sáng như ở Live Blue For à Live Blue Intense của nữ, mà táo ở đây nó làm theo một cái hướng là tươi và rồm rộp. Mình nghĩ là do cái sự kết hợp cùng với lavender nó tạo nên cái cảm giác kiểu hơi kiểu bột bột một tí, kiểu sập sập một tí. Thì cái quả táo ở đây mới đầu xịt ra nó rất là chân thật, và các bạn nhận thấy rằng là một cái mùi hơi cay lâm râm nhẹ thôi, nó không phải gọi là quá là rõ rệt. Mình nghĩ là đến từ cũng là từ cardamom, một cái loại một chút kiểu spicy nhẹ nhàng thôi, nó làm cho cái mùi ở đây khá là ấn tượng ngay từ ban đầu. Và một cái top nốt này ấy, thì nó cũng giống như cái top nốt của Đắc, đó là các bạn sẽ dễ dàng yêu ngay, đấy là điều chắc chắn với các bạn luôn. Và cái top nốt này thì so với nó với Đắc thì thực sự là nó đắt đỏ hơn, ngửi nó kiểu có chiều sâu và nó sang xịn mịn hơn rất là nhiều. Đắc mặc dù đã rất nịnh mũi rồi nhưng mà các bạn chuyển sang Layton thì các bạn sẽ kiểu đang nâng cấp từ trà đá đi vào một cái quán kiểu ở trong uống trà chanh, thì bây giờ các bạn nâng cấp lên kiểu như kiểu trà Phúc Long ấy. Đây là tôi nói về cái mức độ nâng cấp, nghĩa là cái giá trị cũng như là cái trải nghiệm các bạn sẽ được nâng cao nhá. Về mùi hương này ở phần top nốt. Cái thứ hai đó là khi mà em này bắt đầu dry down ấy thì các bạn nhận thấy rằng là em này sau khoảng tầm 1 tiếng thì cái nét táo rụp rụp tươi tươi ở đây nó sẽ nhẹ dần xuống và nó chỉ còn mùi của táo thôi. Và các bạn nhận thấy là vanilla xuất hiện. Vani ở đây là một cái thứ vani cực kỳ là mềm mại và nó kết hợp với mùi táo cùng với một chút hơi kiểu khói nhẹ một tí, hơi kiểu cái vani ở đây nó không phải bằng hơi cháy nhẹ một tí và nó khô. Nó tạo nên một cái mùi gọi là mùi bánh táo. Ông nào mà ăn bánh táo rồi thì ông dễ hình dung ra cái mùi hương này, chỉ là có phần đó là bánh táo ở đây nó như kiểu là một cái bánh táo vừa mới ra lò, nó hảo hạn, nó có phần hơi khét nhẹ một tí khi mà được để ở trong những cái lò. Và cái thứ hai đó là ở đây nó có một cái điểm nhấn về cardamom, nó tạo nên một cái vị cay, tạo thêm một cái gia tăng được cái sự ấm, nó giữ lại được cái vị nóng. Nó như kiểu làm như kiểu là các ông ăn nước béo khi mà ăn với phở ấy, thì khi mà ông chan nước béo nó giữ được cái nhiệt của cái nước dùng rất là lâu so với những ông nào mà chan nước trong, thì cái mùi cardamom đấy nó làm một cái điểm nhấn mặc dù rất là nhẹ nhàng thôi nhưng mà nó tạo nên điểm nhấn, nó làm cho cái chiếc bánh táo đây trở nên nó sang hơn, nó có chiều sâu hơn. Một điều nữa là mình cảm giác nó ngon miệng và nó đặc biệt lạ hơn so nó với cái bánh táo ở Đắc của The Good Collection. Nghĩa là người sang ông này như kiểu bánh táo bán kiểu như ở Choco Pie ấy. Ông này thì là một cái loại bánh cao cấp làm trong một cái nhà hàng. Cảm giác nó rất là khác nhau, mặc dù là cùng cái vai như vậy nhưng mà cái điểm nhấn, cái mà chất lượng của những cái số tiền các bạn bỏ ra cũng như là đến từ một nhà nít, đó là Perfume de Merli, nó cũng rất là khác biệt so với một ông làm clone chứ. Và với mình ấy, Layton lúc ngoài nó ngoài cái nét mềm mại ngon miệng ra, nó còn rất là trẻ trung. Nó mang tới một cái hình ảnh khá là hào hoa, khá là lịch thiệp
nhưng mà bị không bị quá là giả, và anh chàng đây thì khá là hấp dẫn với một cái mùi vai ngọt tối làm cực kỳ nịnh mũi. Về độ bám tỏa em nói, lưu và tỏa trên da cực kỳ tốt. Mình hôm trước mình có like mình kể các bạn nào, mình xịt cái mùi của Clayton này đi trực, và các thằng cô em nghĩa vụ trực cùng mình khen. Xong rồi đến người hôm ấy, buổi xong buổi tôi trực từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa, đến chiều tôi đi đón người yêu tôi, và người yêu tôi vẫn bảo là lúc mà đỗ đèn đỏ mà trời kiểu hôm ấy nó cũng hơi nóng một tí, tôi xịt ở tay người yêu tôi vẫn ngửi thấy, và người yêu tôi bảo là uầy mùi thơm ấy, thích thế. Lúc ấy đi qua chỗ đỗ đèn đỏ xong rồi kiểu có một làn gió ngửi thấy, thì phải nói là mùi Clayton lưu ở trên da tôi nó thật bét dí, nó cũng phải tầm 7 đến 8 giờ, và độ tỏa hương thì rất là rõ rệt, nó có thể tỏa tốt trong khoảng tầm 3 đến 4 tiếng đồng hồ ban đầu, tỏa rất tốt với một lần xịt ở cái phần mu bàn tay thôi nhá. Còn xịt ở đây thì khỏi nói luôn, bám rất tốt, chỗ nào mà càng sạch sẽ thì nó sẽ càng lưu tốt. Vì thế thì em mày rất là phù hợp với những anh chàng nào thích một cái vai mùi ngon ngọt rồi bám tỏa tốt, thì đây Layton rất là phù hợp. Tiếp tới đó là về phần phong cách, thì Layton này nó có sự khác biệt về phong cách so với Đắc không? Thì câu trả lời rằng có lẽ là có. Thì ở Layton chúng ta có thể sử dụng để đi làm văn phòng, chúng ta này có thể sử dụng đi chơi vào những ngày đầu thu và đầu đông là hợp lý, kiểu chuyển thu sang đông. Còn với Layton này, cá nhân mình đánh giá độ dày mùi cũng như là phức tạp về mùi nó nhiều hơn. Thế nên Layton có lẽ rằng là vào những ngày mà đầu thu có lẽ không hợp lý lắm, và cuối thu và bắt đầu sang đông và vào đông rồi thì các bạn mới có thể xịt được. Có thể là nó chỉ chênh nhau khoảng tầm 5 độ C thôi. Nhưng mà bạn nào đã mua đắc rồi mà các bạn đang cảm thấy rằng là đắc sắp tới nó không đủ đô đối với bạn thì các bạn có thể lên Layton. Đó, và nếu như mà các bạn đang có Layton rồi và các bạn đang cần tìm cái mùi nhẹ hơn thì các bạn cũng có thể tham khảo ngược lại ở cái phần đắc. Và cái mùi hương này như lúc nãy mình nói mang tới một cái hình ảnh anh chàng khá là hào hoa, khá là ngọt ngào, trẻ trung. Và anh chàng ở đây thì cũng rất là hấp dẫn, đặc biệt là anh chàng ở đây thì show được cho mọi người thấy được là tôi có một cái mùi hương đặc biệt nhờ cái độ bám tỏa rất là tốt ở trên da. Mình đảm bảo các bạn đi vào hay là các bạn đi lướt qua ai thôi thì người ta đều ngửi thấy, hoặc là thậm chí đứng đầu gió thì người ta cũng thể ngửi thấy cái mùi của Layton này. Và mùi của Layton này thì với mình đảm bảo là dù là người mới hay là người đã ngửi qua khá là nhiều nước hoa rồi, thì khi các bạn ngửi Layton đầu tiên, các bạn sẽ rất dễ dàng để yêu Layton ngay. Với Đắc thì có thể rằng là nó sẽ đặt ra một câu hỏi với những người chơi rằng là không biết là liệu nó có ổn không. Nhưng mà với Layton mình chắc chắn rằng là cái nét gia vị, cái nét táo rộp rộp nó sẽ làm cho các bạn ấn tượng. Nhưng em này có một cái điều, đó là cái vai mùi ngu măng ngọt ngào kiểu như thế này, các bạn khi các bạn xịt lâu và các bạn có nhiều trải nghiệm về cái vai mùi ấm ngọt thì các bạn thấy rằng là Layton nó chỉ ấn tượng được ban đầu, và về sau thì Layton có vẻ không đủ đô cho lắm và các bạn sẽ bị nhanh nhàm chán. Đấy là một cái điều ở những cái chai mà có vai mùi ngọt chắc chắn với các bạn luôn. Các bạn không quá quan tâm về nước hoa thì không sao cả, nhưng mà cái này mình chia sẻ trên góc độ là có nhiều chai nước hoa tông mùi ngọt thì các bạn thấy rằng là cái này, cái chai nước hoa này nó có một cái nét gì đấy khá là quen, nó chỉ là nhấn nhá thêm một chút làm nó đặc biệt hơn. Và có thể rằng là với những người mà không phải là sưu tầm nhiều như mình thì các bạn sẽ thấy rằng là Layton có cũng được mà không có cũng không sao, tại vì cái vai mùi như vậy tôi có ở trong tủ rất là nhiều rồi. Và thêm một cái điều nữa, đó là cái chai nước hoa này nó có một cái phiên bản, đó là phiên bản exclusive, và cái phiên bản này là một cái phiên bản đắt đỏ hơn khá là nhiều. Thì với mình trải nghiệm exclusive thì mình chỉ có vial thôi, và cái vial đấy thì cũng là một phiên bản gần đây nhất. Thì với mình ngửi thì exclusive so với nó, với cái số tiền mà các bạn bỏ ra ấy, thì phiên bản đấy nó có phần nền nã hơn, nhưng mà về cái độ bám tỏa thì nó lại có phần tốt hơn. Nhưng mà nó là một cái phiên bản mà mình thấy rằng là nó không xứng đáng với cái đồng tiền mà các bạn bỏ ra khi mà các bạn nâng cấp lên một cái phiên bản cao cấp hơn của Layton, thì đó là exclusive, và exclusive không đáng tiền để mua. Thứ hai, nếu mà thừa thì các ông có thể mua phiên bản đấy luôn, còn nếu mà ông đã có ba phiên bản này rồi thì các ông đang lăn tăn về tài chính, hoặc là các ông kiểu lăn tăn giữa hai con mà các ông muốn phiên bản tốt và rẻ nhất, thì tôi khuyên với các ông đó là các ông hãy mua phiên bản Layton này là đủ, không nhất thiết là phải lên exclusive. Đây là chia sẻ trên góc độ người chơi với nhau. Hôm trước tôi side by side hai hôm với nhau rồi và tôi thấy rằng là thực sự thì nó không đáng đồng tiền một tí nào cả. Quyền tự quyết là của các ông, và có một cái quyền nữa các ông có thể làm được, đó là
like, share. Và nếu như đây là lần đầu tiên các ông xem thì hãy ấn vào nút chuông theo dõi và nhớ chia sẻ những cái cảm nhận của mình, dù là phiên bản nào đi chăng nữa, đọc hay là Latent Exclusive, hãy chia sẻ phía dưới để cho mọi người cùng biết. Hãy coi như mình là một người chia sẻ đến các bạn và các bạn chia sẻ mọi thứ để cho thêm mọi người cùng biết, chúng ta có nhiều góc nhìn hơn. Và bây giờ thì xin phép, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.